Chào mừng các bạn đến với video review sản phẩm của Vinmark. Và hiện tại mình đang có mặt tại cửa công ty, đó là địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Hiện tại nhiệt độ ngoài trời đang là 9 độ C và bây giờ đã là 10 giờ sáng rồi. Trời, ghê chưa? Hơi lạnh một chút nhưng mà mình sẽ lên review cho các bạn một cái sản phẩm, một thiết bị sử dụng rộng rãi trong nhà hàng, trong khách sạn hay là các căng tin cơ sở chế biến. Đó là một chiếc tủ có sự kết hợp của ngăn mát và ngăn đông đến từ thương hiệu Berdaya, một thương hiệu nổi tiếng đối với các cái dòng thiết bị thực phẩm đến từ Malaysia. Và ngay bây giờ không đợi mọi người chờ lâu thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết của sản phẩm này. Tủ này có độ cao là 2m và có sự kết hợp của 4 cánh, một phần mát và một phần đông. Sản phẩm cực kỳ là phù hợp để chứa thực phẩm đông lạnh hoặc là làm mát. Đi vào chi tiết hơn một chút, mọi người có thể nhìn thấy ở bên trong khoang chứa của các ngăn tủ có 4 cánh như thế này ạ. Hai cánh dọc ở phía tay trái này sẽ là ngăn đông và dung tích của ngăn đông sẽ là 504 lít, chia làm hai cánh có các cái khay ở đây. Khi mà mua về thì mọi người sẽ tháo các cái khay này ra và chúng ta sẽ lắp lên các vị trí này. Có các tường ở đây này mọi người này, có thể tùy điều chỉnh kích thước một cách phù hợp. Sẽ dùng các cái núm này để chúng ta đặt vào đây sao cho phù hợp với cái nhu cầu sử dụng và cái thực phẩm mà chúng ta cất ở bên trong. Và một điểm lưu ý là khi mà chúng ta đặt các cái khay thì mọi người sẽ không đặt quá cái chữ maximum loading line, mình tránh cái trường hợp chúng ta xếp lên cao mà thực phẩm sẽ bị cọ vào phần cánh quạt này thì sẽ gây ra hư hỏng cánh quạt. Nên là mọi người lưu ý là chúng ta sẽ đặt sản phẩm ở phía dưới một chút. Và với cái ngăn đông này thì ở bên phía trên sẽ có một cái bảng điều khiển riêng, có phần công tắc, nút khởi động, cài đặt này. Chúng ta sẽ xét nhiệt độ. Đối với ngăn đông này thì nhiệt độ chúng ta có thể xét được là từ -20 cho đến -12 độ C. Thực phẩm đông lạnh như thịt cá này hoặc là cái loại viên, những cái đồ mà chúng ta cần bảo quản đông lạnh thì mọi người có thể để vào đây và xét nhiệt độ theo cái yêu cầu của sản phẩm đấy ạ. Và ở bên đây phần ngăn mát thì cũng tương tự, dung tích của ngăn mát cũng là 504 lít, không có cái đường để chúng ta xếp các cái khay lên. Ngăn mát thì cũng có hệ thống quạt và chúng ta cũng lưu ý là thực phẩm chúng ta không để sát lên phần phía quạt này. Toàn bộ ở đây là inox 304 này, inox dày dặn. Ngăn mát ở đây có một cái bản điều khiển tương tự là sẽ có nút công tắc này, khởi động này, xét nhiệt độ này, nhiệt độ lên, nhiệt độ xuống. Và đối với ngăn mát ở đây thì mọi người có thể xét được nhiệt độ từ 1 độ C cho đến 6 độ C, thích hợp cho việc cất rau củ hoặc thực phẩm làm mát. Đi ra một chút ở phần phía bên cánh ngoài thì cũng là inox 304 khá là dày. Viền quanh cánh tủ làm bằng toang cao su khá là dày, giúp cho tủ của chúng ta sẽ kín, không bị hao hụt nhiệt độ, sẽ tiết kiệm được điện. Ở phần phía bên ngoài thiết kế có được tráng một lớp chống xước nên là mọi người có thể bóc ra hoặc là để một thời gian rồi chúng ta mới bóc. Đi vòng quanh về phần phía đằng sau tủ mọi người có thể là nhìn thấy ở bên phía trên sẽ có hai cái lốc máy bao gồm cả bình ga và phần quạt làm mát. Điểm cộng của thiết bị mới ra này đó là lốc ga của ngăn mát riêng, của ngăn đông riêng, nên là ví dụ một trong hai lốc gặp trường hợp trục trặc thì vẫn có thể sử dụng được lốc còn lại. Thay vì các cái dòng sản phẩm trước đây thì lốc ga sẽ dùng chung nên là khi mà có vấn đề thì cả tủ sẽ không hoạt động. Việc đặt cái lốc máy ở phía trên này giúp cho máy sẽ dễ dàng vệ sinh hơn, tiết kiệm được diện tích, rất là gọn đúng không ạ? Và một điểm cộng của chiếc máy này nữa đó là phần gầm này khá là cao so với mặt đất nên là chúng ta rất là dễ dàng vệ sinh máy. Ở cái bốn cái chân đặt nút cao su này giúp cố định máy để máy tại một vị trí, máy sẽ không bị xê dịch. Rất nhiều người thắc mắc là và hỏi là tại sao những cái dòng tủ như này mình không làm bánh xe để cho cái di chuyển kéo đẩy nó sẽ dễ dàng hơn. Thì đây là một dòng tủ mà thiết kế phù hợp cho các ăn bếp của nhà hàng, khách sạn hay là các cái cơ sở chế biến thực phẩm. Thì những cái nơi này, vị trí này thường thì chúng ta sẽ đặt tủ cố định nên là trong cái quá trình chúng ta sử dụng hoạt động máy thì máy sẽ không bị di chuyển, nó sẽ không bị ảnh hưởng. Sản phẩm này tiết kiệm được điện, có hệ thống chống tràn tự động và sản phẩm này phù hợp đối với sử dụng trong các nhà hàng, khách sạn này, các căng tin hay là các cơ sở chế biến thực phẩm. Với việc chia làm 4 ngăn như thế này thì quá trình lấy thực phẩm nó sẽ dễ dàng hơn, chúng ta có thể chủ động chia khoang, nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta được đa dạng loại thực phẩm khác nhau. Với những ưu điểm của tủ mang lại thì mình tin chắc rằng là những anh chị nào đang quan tâm đến sản phẩm này sẽ lựa chọn và tin dùng nó. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là mua hàng thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline
0243838346 hoặc là truy cập vào website maymocviet.vn. Trên màn hình hiển thị có số hotline của các bạn kinh doanh thuộc Vinmart, mọi người có thể liên hệ trực tiếp để được tư vấn và mua hàng một cách nhanh chóng nhất. Và cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.